Giờ con ở đâu, con đi về nhà đi. Bây giờ con muốn làm gì lại? Mẹ buồn ấy, mẹ không bao giờ mẹ dòng ngó bay nữa. Chị mẹ mệt rồi. Giờ con về đi, nhà em tí nó vẫn nhắc tới con, rồi gia đình cũng hay nhắc nhở tới con. Giờ này mẹ biết con muốn làm gì con làm, sướng con nhờ khổ con chịu, mẹ không nói nữa. Xin phép chào chị nhé. Chị có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là chị tên là gì? Chị tên Trần Thị Minh Xuân. Chị Xuân đúng không ạ? Chị Xuân quê quán ở đâu? Chị thành phố Hồ Chí Minh em. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Chị nhờ đội Nguyễn Thanh Hải, anh Nguyễn Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ tìm con gái chị về dùm. Tìm con ha. Con chị tên là gì? Nó Hoàng Trần Kim Ngân. Hoàng Trần Kim Ngân. Con gái chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Nó sinh năm 2003 em. 21 tuổi ha. Chị có thể chia sẻ lý do cụ thể chi tiết vì sao con gái nhà mình bỏ đi? Thì nói chung là con bé thì vừa đi học vừa đi làm, mà chị thì hơi khó với nó. Chị bắt nó kiểu như là đi làm xong, đi học xong về nhà, ở nhà. Rồi con nhỏ này thì nó hơi mê chơi, với nó dễ cả tin với nghe bằng lời bạn bè. Rồi chị la hay la nó, rồi nó về nhà nó vẫn phải phụ làm việc nhà, rồi nó kêu nó áp lực thì mình không biết nó áp lực như thế nào. Thì đại khái là nó thì con này từ nào giờ nó rất là ngu, nó ngu với nó dễ quá, nó hiền lắm chứ nó không có như người ta đâu, nó hay dễ tin người lắm. Rồi từ hôm mà chị chở nó đi làm, cái hôm ngày cuối á là ngày 28 tháng 8 2023, nó làm ở chỗ Nguyễn Ảnh Thủ số 8A Nguyễn Ảnh Thủ, quận phường Hiệp Thành, quận 12. Chị chở nó đi làm lúc 10 giờ, 1 giờ mấy gần 2 giờ chiều chị qua đón mà không có. Rồi cửa hàng kêu là nó nghỉ rồi, nên chị nghi cửa hàng nó thông đồng với con gái chị, che giấu cho con chị. Rồi chị cũng làm đơn lên công an Hiệp Thành, rồi công an Hiệp Thành xuống mà chị nhờ công an giải quyết cho chị. Mà mấy người cũng nói hờ 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 thôi. Chị yêu cầu là chiết cam cho chị xem lúc đó con chị đi ra khỏi cửa hàng là đi bằng Grab bike hay là ai chở, hay là nó đi bộ đi ra đi xe buýt, thì cửa hàng nhất định không chiết cam cho chị. Chị cho em hỏi này, là con gái của chị là đang còn đi học à? Nói chung là còn đi học Học gì ạ? mà nó học bên trường Nguyễn Tất Thành, trường nghề em, Trường đó là trường cao đẳng hay là trường trung cấp hay là trung cấp nghề, trung cấp nghề? thì chị đóng tiền xong hết rồi. Cụ Đại thể khái là là ngành nghề gì? ngành nghề bên quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh ha. bên cái gì, kinh doanh thương mại, kinh doanh Dạ. thương mại á. Chị được mấy người con? Chị ba đứa, Em này là con thứ mấy? em mình con thứ hai, Con lớn ha. con thứ hai À, tức là kế lớn. đúng rồi, lớn nó là anh nó. Dạ. Theo như chị thì con gái của chị như thế nào? Chị nhận xét về con gái của chị. Nói chung con bé này ở nhà thì nó nói rất là biết nghe lời gia đình. Từ lúc đi làm thì nó bị bạn bè xúi bẩy, thì bạn nó có kể chị nghe, mà chị có lên công an có nói có một đứa bạn ở cửa hàng mà bây giờ nó nghỉ cửa hàng rồi, tên là Như, kêu là em á, Ngân ơi em cứ làm ở cửa hàng đi, nếu em làm không được chỗ này thì không làm nữa, chị sẽ giới thiệu em làm chỗ khác. Mà nhà con nhỏ đâu, quận 12 gần Hóc Môn ấy, chị cũng không biết số điện thoại con nhỏ đó, mà cũng không biết nhà con nhỏ đó. Mà chị nhờ cửa hàng cung cấp, cửa hàng từ chối không cung cấp cho chị một dữ liệu nào hết. Chị gái cho em hỏi này, con gái nhà mình cụ thể là bỏ đi ngày nào? Bỏ đi ngày 28 tháng 8 2023 tới nay hơn 6 tháng rồi em, 6 Hơn tháng 6 tháng trời. 6 tháng 3 ngày, hôm nay 6 tháng Trước 3 cái ngày. sự việc mà con gái nhà mình bỏ đi thì gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không? Không, nhà chị vẫn bình thường, tại đại khái là con chị đi làm về vẫn phụ gia đình rửa chén, giặt quần áo. Chị hay là ông xã của chị có hay la dạy con mình không? Thì nói chung gia đình thì chỉ có nói chuyện la la, cái miệng mình to thì la như vậy, nói qua nói lại thì thôi chứ không có gì hết. Ý là con à, sao mày ngu thế? À, mày đi Trời đất làm cái này kia hơi chỉ la sơ chị sơ hả? là người la Chị là người la. là mình dùng những cái ngôn từ là nói con ngu này kia luôn hả? Có luôn. Nhưng mà sao mình nói vậy? Tại vì đại khái là
con này dạy bảo nó hoài mà nó cứ theo ý nó, rồi nó nghe lời bạn bè nó, nhiều khi mình tức á, mình không chị, cái này là em không đồng ý, không riêng em đâu mà tất cả cô chú đồng ý, không đồng ý với cái cách xử lý của chị. Thật, có thể những cái ngôn từ của chị có thể là chị bực tức đúng không ạ, chị nói nhưng mà đôi khi sẽ làm tổn thương con rất nhiều. Thật mà em nói thật đấy, chị có lẽ chị ở nhà chị là nóc nhà đúng không, nói một câu vui vui đi đúng không ạ? Đâu, nói chung là chị thì hay la. Không, em cần tiếp xúc với chị qua cái câu chuyện này chỉ ít phút thôi, nhưng em biết rằng ở nhà chị là nóc nhà rồi. Không riêng gì ông xã chị mà các con của chị đều rất rất sợ chị đúng không? Có không? Nếu chị nghĩ nó không sợ chị đâu, nó đã bỏ nhà đi là không bao giờ nó sợ chị. Mình có thường xuyên mình nói con như vậy không? Không, chị thỉnh thoảng thôi chứ không phải lúc nào cũng nói. Rồi ông xã có la con vậy không? Ông thì chẳng có la đâu, ông chỉ nói ừ thôi nó lớn nó làm gì lạ. Là cái câu đó chị không chấp nhận. Bây giờ con trưởng thành rồi mà đúng không? Trưởng thành chứ, nó ở trong gia đình nó phải có giáo dục của bố của mẹ chứ. Em hiểu cái điều đó, nhưng mà đôi khi mình nói nhiều cái ngôn từ có thể là gây tổn thương nhiều quá. Ngày này tháng nọ chẳng hạn vậy, rất nhiều lần thì có thể là con gái nó ghim trong người ấy. Nó kiểu nó tạo thành một cái sự mâu thuẫn quá lớn. Có thể là mặc cảm hoặc có thể là cái sự suy nghĩ không tốt về mẹ, chị ạ. Thật mà em nói thật đấy, với bản thân em cũng có gia đình rồi, em cũng có con, nhưng riêng bản thân em thì em lại khác chị ạ. Cái này không phải là em đang dạy đời chị đâu nha, mà em đang tâm sự với chị thôi. Chưa bao giờ em buông ra một cái lời nào mà em làm tổn thương con, nên mà em mong sao chị hiểu. Đôi khi vì một cái áp lực nào đó chẳng hạn, con cái có thể áp lực việc học hành cũng như là công việc, về nhà lại thêm áp lực của mẹ nữa, thì con gái dễ bị tổn thương và suy nghĩ nhiều cái điều tiêu cực. Và cho tới thời điểm hiện tại bây giờ là hơn 6 tháng trời là con gái của chị chưa về, là không có một cái thông tin manh mối, tin tức gì hết đúng không? Nó không có điện thoại cho chị nhắn tin cho nó luôn. Hôm mùng 2 tháng 9 nó không trả lời. Chắc cái thời điểm đấy là con gái rất giận chị đúng không? Nói chung là chị cũng chẳng biết, nó đi thì chị chỉ biết là chị đưa nó đi làm, rồi lúc chị đi đón là nó không có ở cửa hàng, mà cửa hàng lại kêu là hôm ấy nó tới đi chơi rồi đi chị cũng chẳng chị biết. Chị tới nhờ cửa hàng là chị nhờ sao? Chị nhờ cửa hàng. Mình nhờ với cái giọng điệu như thế nào? Chị nói cửa hàng là cho chị hỏi con bé nhà chị nó về ra về lúc mấy giờ, thì cái một bạn nhân viên cùng với con chị nói là cô ơi, Ngân hôm nay nghỉ, tới đây chơi, tới đây đi làm, nói đi làm mà đi ra về lúc tầm 12 giờ, hơn 12 giờ, mà lúc chị lên đón là 1 giờ mấy, gần 2 giờ thì không có. Ngày hôm sau chị lên chị gặp cửa hàng trưởng thì cửa hàng trưởng lại con bé tên gì chị quên rồi, chị chỉ biết nó mập mập thôi. Mà con bé có vẻ lúc là lúc đó là mình có hung hăng không, mình có thái độ không? Không, chị nói chuyện đàng hoàng mà con ấy nó cứ ác đi, rồi nó kêu là con chị nghỉ rồi công ty không hợp tác với chị, rồi không cho chị xem cam. Chị rất bực, tại vì chị nghĩ là lý do tại sao mà không cho chị xem cam, chị nghĩ là bên đó che giấu không cho chị biết. Ủa chứ cam chiết ra cho chị coi, chị nhờ tới công an xuống, công an cũng không giải quyết được. Bởi vì biết sao không chị, thứ nhất như thế này, để em nói chị hiểu ha, để cho chị bớt bức xúc ha. Thứ nhất là con nhà mình đã trưởng thành đúng không ạ, 21 tuổi thì con nhà mình tự đi đúng không chị? Nhưng mà em biết chị nghĩ nó so với người ta 21, nhưng mà nó chỉ còn thua mấy đứa 16, 17 đứa tuổi mà. Có lẽ hình như là em thấy là chị luôn đánh giá về con mình thấp đúng không? Không, con này nó thật sự là như thế vậy. Kể cả bạn nó đi chơi, mấy đứa kia rất khôn, rất ngoan. Mà con người ta khôn lắm, con này ngu lắm. Trời làm ơi. Em ơi, làm tiền, chị không nói điêu, làm có ai mà làm tiền mà đi bao bạn hết không? Lấy tiền của mẹ đi bao bạn ăn hết. Con gái của chị hào phóng thôi. Nó, nên bởi vậy từ giờ đổ đi, chị bảo con cái chị không tiếp một đứa nào bạn bè cả trai cả gái. Nhưng mà chị, bây giờ em góp ý chân thành với chị này, em hỏi thật chị, năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị bốn mấy rồi em? Chị bốn, cụ thể tại tuổi ngoài khác, tuổi trong giấy tờ thì chị 45 rồi. 45, vậy chị hơn em gần 10 tuổi.
Nhưng mà em góp ý, em với chị là em góp ý như kiểu chị em thôi nhá. Chị, mình bỏ cái từ ngu nhá. Thật sự, mình không nên nói con mình ngu. Đôi khi cái lời nói của chị có thể chị tức giận một cái chuyện gì đấy mà chị buông lời như vậy. Nhưng thật sự, khi cái người nghe, khi đứa con của chị á, nó cảm nhận, nó tổn thương vô cùng luôn. Kể cả bây giờ, ví dụ em ví dụ đi. Bây giờ em và chị ngồi đây nói chuyện với nhau đúng không ạ? Bây giờ em chửi chị ngu, chị đồng ý không? Không đúng không ạ? Chị bực bội không? Bực bội đúng không ạ? Chị tổn thương không? Chị sẽ tổn thương nhá. Mình dùng cái ngôn từ khác được không? Đúng chưa? Nói chung là con này nhà chị thì nói con khờ đi là được thôi. Nó khờ, nó dại, nó không có được như người ta đâu. Thì mình nói vậy đi, mình nói giảm nó tránh đi. Mình nói vậy gây sát thương cho con quá nhá. Vậy là trước đó, trước cái ngày mà con gái mình bỏ đi á, thì chị có la dày không? Nói chung mà nhà chị thì chị hay la, ngày nào chị cũng la. Đại khái chắc là luôn. La, nhưng mà ý là nói, mình nói qua nói lại. Như mẹ con đang nói chuyện như chị với em nói chuyện thôi. Chứ không phải la chửi gì đâu, chị không chửi bới gì hết. Nhưng mà, chị cứ chia sẻ. Thì nói chung là hai mẹ con thì, nhà chị thì có ngày thì nói nó đi làm về mở bé rửa chén. Nó để tí con rửa hết này kia. Xong rồi nhiều khi nó cứ hay nó ngồi ôm máy. Nói thẳng là hay ôm máy, chị hay la tật là ôm máy. Con làm xong đi rồi con ôm máy. Ôm thì có liều lượng thôi, cứ ôm hoài mắt. Tối ngày lên độ. Chị la nó như vậy thôi. Con gái về nhà có làm việc nhà không chị? Thì nó về, nó đi về nó rửa chén. Đại khái là nếu mà nó đi về ngay lúc mà bữa ăn xong buổi trưa thì rửa. Còn hôm nào mà đi học xong mới quay qua đi làm thì tối về thì làm đâu, nó chỉ rửa buổi tối thôi. Có cãi lại ba mẹ không? Nói chung là đứa nào bây giờ mà không cãi em. Nói thẳng là có chứ không phải là không. Nhưng mà kiểu cái kiểu của chị, tính của chị là hay cầm giàm đúng không? Cái kiểu... chị hay la thôi, nhưng mà chị hay nói là nói xong thì thôi, chứ chị không có để bụng. Mà chị hay la, với chị dạy con là như vậy. Ừ, con lớn rồi, con phải lo con làm. Ví dụ con làm, con phải học, con làm, rồi con về nhà, con phụ việc nhà. Thì chị la, thì chị dạy bảo thôi, chứ phải là chị la, chị chửi bới, hay là chị làm cái này kia quá đáng. Tối ngày luôn ha. Thì tính chị hơi khó. Nhưng mà mình có hay nói chồng vậy không? Mình có hay la chồng vậy không? Em hỏi thật luôn á. Nói chung là chồng chị thì thôi, nhà chị, vợ chồng chị thì nói chung là nói chuyện qua lại thì ngày nào mà không có. Nhưng mà chồng chị không thắng được chị đâu, đúng không? Không, ổng thì cũng cãi dữ lắm ấy. Cãi nhưng mà không thắng được chị, em thấy chị là nóc nhà nè. Không có đâu. Chị có thể là chị được chồng của chị luôn á, đúng không? Không có đâu, chị thua cơ ổng ấy em. Thua phải không? Vậy là chồng của chị còn dữ hơn nữa hả? Ổng không bao giờ, ổng không nói nhưng mà ổng cục xúc. Cho em hỏi này, tới thời điểm hiện tại thì con gái mình 21 tuổi đã từng có bạn trai chưa? Hồi trước thì nói chung là quen thì quen, bạn qua lại, chị gia đình chị không đồng ý. Ủa sao thế? Tại vì nói chung là nó quen, nó không biết nhìn người em ơi, toàn bạn bè lợi dụng. Lợi dụng là chị vẫn nói là làm tiền, tại sao tiền mình làm mình ra phải đưa cho người ta cầm? Mà tiền người ta cầm người ta xài luôn tiền của mình. Rồi dạng như hồi trước nó quen, kiểu quen là bạn bè thôi. Yeah. Thì nó xài iPhone 8 nhỏ. Yeah. Tự nhiên thời gian nó qua iPhone 12 rồi. Yeah. Mà nó mua trả góp. Xong rồi chị hỏi tiền bạc, con ấy kêu à, nó cứ im không nói. Mà tiền á, chị bảo thôi bây giờ tiền làm đưa tiền cho mẹ cầm cho. Rồi mai mốt á, con lớn rồi mẹ giả cho con có số vốn. Yeah. Không, nghe lời bạn, dắt bạn đi ăn, đưa tiền cho bạn. Rồi cuối cùng kết thúc, không còn chơi với nhau nữa, không còn bạn bè nữa, là nó ăn hết tiền, không còn một cách nào hết. Rồi về là bị mẹ la, mẹ chửi. Thì đó, như đúng vậy không? Chị bị la nó. Chứ thật sự là con này nó hiền, rồi nó bị người ta bắt nạt mà. Chứ nó em không thấy rằng như thế này này, em thấy con của chị là không phải khờ đâu. Con của chị là rất khôn ngoan đấy. Nó không có khôn đâu em ơi. Có, theo em nhìn nhận câu chuyện này. Chị nói em nghe, ở xóm, cái ông ở xóm á, ông ở xóm, ông Hiếu, ông nói không, con này nó hiền. Chị hay la nó, xong ổng cười, không, không gì, nó con nít mà mới lớn, nó hiền nó như vậy. Kiểu người ta cứ nói vô cho em nó. Thấy con của chị rất là tốt đấy, tính phóng thoáng đấy chị ạ. Em ơi, có ai đời thủa nào chị qua tới bên ấy luôn. Nó lấy mượn tiền con chị để góp ngân hàng mỗi tháng 1 triệu mấy. Mượn rồi mượn thì có, không có trả. Tới bây giờ không trả. Chị qua tận nhà nó gặp bố mẹ nó, chị nói chuyện nữa. Mà gia đình nó cũng mất dạy lắm. Lúc đó mình vào mình cũng mặt câu mày có không? Nó có không cho mình vào nhà đâu. Nó đứng ngoài đường. Gia đình ấy vô giáo dục, vô văn hóa. Vậy chị hả? Không ưa. Chị vào là chị trợn mắt lên luôn đúng không? Không có. Lúc mắt chữ A mồm chữ O đúng không? Lúc đó nói chuyện thôi. Nhưng mà thằng ấy cũng
kiểu gia đình người ta cũng hồ đồ lắm em ơi. Nói chung là chị cũng không thích. Là cái bạn đó là bạn trai hay sao? Bạn trai quen biết thôi. Rồi nói chung là chị không đồng ý. Chị bảo là tao thấy mặt nó là không được rồi. Nó chỉ ở lợi dụng thôi. Rồi bạn gái cũng thế em ơi. Ý là con này nó chơi bạn gái cũng bị bạn gái lợi dụng. Nó tốt tính á chị ạ? Con gái chị tốt tính á? Cứ có nhiêu rồi đưa hết cho bạn bè. Ai mà lợi dụng ai lừa thì người đó có tội thôi. Đâu sao đâu. Vậy là con gái nhà mình trước kia là quen thanh niên đúng không ạ? Một cậu con trai. Nói chung là không phải là quen. Chỉ là kiểu kiểu đi kiểu nó chơi trong nhóm bạn bè nó. Xong rồi biết nhau vậy thôi. Chứ quen nói chung là chị không có cho quen ai hết. Con gái có bao giờ về gợi ý với ba mẹ là muốn quen bạn trai không? Không. Mà con này nó nói chung nó không giờ nào. Trước chưa kịp nói là chị đã chặn họng rồi. Không bao giờ nó nói cái đúng gì. Đúng không ạ? Em nghĩ như thế này này. Có lẽ con gái nhà chị có quen nhưng mà sợ không dám nói, bởi vì chị về chị hay dặn dò đúng không? Thì chị cứ dặn chị nó hay là cấm, con gái không? Phải khôn ngoan lên, chơi với bạn bè thế, trai hay gái thế, không để cho người ta lợi dụng mình. Mình phải đi chơi với bạn, chị dặn này đi chơi với bạn, đi ra ăn thì tiền xong chia ra của đứa nào đứa trẻ. Thì cái đó quá sòng phẳng, ví dụ ăn cái bữa đó hay là quán đó hết bao nhiêu đứa chia đều ra. Đúng rồi. Chị dặn con chị vậy chứ không bao giờ chị dặn con chị mà đi lợi dụng con người ta hay đi lừa tiền con người ta, chị không bao giờ. Mà con chị nó kiểu nói ra thì mình rất là bực, cái là cứ tối ngày cho bạn bè, đưa cả bạn về nhà ăn cơm luôn, mà ăn hàng ngày luôn này em. À vậy hả? Vậy là các mối quan hệ bạn bè là chị nắm bắt được hết đúng không? Nói chung là bạn bè thì chị biết, từ lúc con chị đi bây giờ hỏi tới không có đứa nào biết nó. Kiểu tụi nó che giấu hay sao chị không biết, nhưng mà nó không thông tin, mà mình cũng không biết con mình ở đâu. Đại khái là như vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là chồng chị không biết là nhờ ai coi gì chị không biết, mà thấy nó biết nó hay đi rút tiền ở trong thẻ tài khoản, kiểu nó làm ở cửa hàng thì tiền nó vào tài khoản á, là rút ở đường Lê Văn Khương á em. Quận 12 gần chỗ nó làm á, mà chị không biết là chỗ có không, mà nhà chị đi tìm hết người này canh người kia canh mà không tìm thấy nó. Ở Nguyễn Ảnh Thủ, Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ á. Tới giờ phút này là hơn 6 tháng trời là gia đình nhà mình đi tìm hết Sài Gòn rồi đúng không ạ? Không, nhà chị chỉ tìm mạng quận 12. Chứ chị đâu có đi đâu, chị ít không có dằn, không quen. Cứ nghe cái khúc nó làm á. Rồi Tết vừa rồi vắng con thì gia đình ăn Tết có vui không? Không, nhà chị từ hôm có đi là không có ăn uống gì. Chị nhớ con à. Bây giờ em hỏi thật, nếu con gái của chị về chị có sửa đổi tính tình của chị không? Nói chung bây giờ nó về chị mặc kệ, chị mệt rồi. Chị không quan tâm nữa. Đôi khi em nghĩ như thế này này, chị đang tạo áp lực cho con. Bây giờ chị nghe em này, khi con về mình phải thay đổi hoàn toàn đấy chị ạ. Bây giờ con lớn rồi mà 21 tuổi rồi. Và cái cuộc sống hiện đại nó sẽ khác cái cuộc sống của chị ngày xưa. Và cái suy nghĩ của chị cũng khác với lớp trẻ, hoàn toàn khác nhau chị ạ. Nhá. Không phải nhất thiết là mình có thể là mình la hoặc mình buông những cái lời tổn thương con là con nó sợ con thay đổi đâu. Không chị ạ. Nhá. Bây giờ trên cái video này em dành cho chị. Chị tâm sự với con của chị. Và chị sẽ thay đổi như thế nào thì chị nói với con đi. Giờ con ở đâu con đi về nhà đi. Bây giờ con muốn làm gì lại. Mẹ buông ấy. Mẹ không bao giờ mẹ dòng ngó tay nữa. Chị mẹ mệt rồi. Giờ con về đi. Nhà em tí nó vẫn nhắc tới con. Rồi gia đình cũng hay nhắc nhở tới con. Giờ này mẹ biết con muốn làm gì con làm. Sướng con nhờ, khổ con chịu. Mẹ không nói nữa. Trong quá trình 6 hơn 6 tháng trời qua, bản thân chị đang sợ rằng con mình sẽ gặp điều gì bên ngoài. Chị chỉ sợ nó bị người lợi dụng á. Người ta đưa nó đi qua Trung Quốc, qua Campuchia. Điều đó có thể xảy ra. Hoặc là con chị có thể rằng tới giờ phút này có thể bị sập bẫy của các đối tượng, có thể ép bắt ép con chị làm những công việc nhạy cảm và vi phạm pháp luật. Chị có nghĩ điều đó không? Nói chung cái đó thì chắc có thể thôi, chứ mình cũng không biết được. Con của chị bên ngoài có xinh như trong hình không? Nó ở ngoài nó hơn. Em thấy rất là dễ thương, vô cùng xinh ha. Rất xinh, rất có duyên. Chị có nghĩ rằng con gái của chị dễ bị đối tượng xấu ép buộc làm công việc không lành mạnh không? Có chứ. Cái đó là chuyện dĩ nhiên có. Vậy là hơn 6 tháng trời mình không có tin tức liên lạc gì với con.
nó không điện cho chị nhắn tin nó không trả lời. Có thể rằng cái ngày đi là con gái của chị rất là giận chị, em nói thật, rất giận mẹ, hoặc là vì một cái áp lực nào đó, áp lực công việc, áp lực gia đình dẫn tới con gái chán nản. Với em biết sao, nó chơi mà nó hay nói chuyện cho bạn, mà bạn nó đi học giáo lý cùng á, mấy con nhỏ kia nhỏ hơn tuổi hơn nó, mà làm như là mẹ nó nói nó tham khảo cái gì nó nghe ấy. Nên chị bực, cái là con chị nó dễ tin người, tức là không có nghe lời chị. Đúng, nó nghe lời bạn. Ở nhà thì mình nói nó gật gật đấy, ra ngoài đường cũng quên rồi, nó làm theo bạn bè nó, nghe lời bạn bè nó, nên chị không thích. Nhưng mà mình con mình hơn 20 tuổi rồi, sao mình không để con mình tự lập, sao mình cứ phải áp đặt nó, mình cứ áp đặt cái ý tưởng của mình lên người con, đúng không? Tại em biết sao, chị không có áp đặt nó cái gì, chị chỉ nói nó bây giờ con đi làm thì tiền con phải cất, con để dành, như ví dụ làm thì xài bấy nhiêu con bấy nhiêu phải cất đi. Tại sao mà lại đi tụi nó là cái gì mình mà mình phải bao hết tụi nó, rồi đưa bạn bè về nhà ăn luôn, ăn cơm luôn mà không phải ăn một bữa, em ăn hết ngày này qua ngày khác, bạn trai hết tháng này qua ngày khác. Bạn trai, bạn trai em có, gái em có, đông không chị? Đại khái là tùy, có hôm thì một thằng, có hôm một con, có hôm thì hai đứa. Ai là người đứng ra nấu cơm? Thì nói chung là cơm á, thì có hôm chị nấu, hôm ba nó nấu. Nhưng mà đây là nhà đồ ăn chị ở nhà chị bao giờ nấu đồ ăn cũng dư. Thì nó đưa tới nhiều khi chị khó chịu, chị không có muốn làm ra mặt với người ta. Chị trợn mắt lên ha. Chị đó, không trợn, nhưng mà chị không nói, một lần hai lần chị không nói, sau này chị ý nói nó, mày coi lại đi nhá, kiểu này là tao không chịu, tao không thích. Rồi ba nó nói á, bây giờ làm ăn khó khăn, ba làm bố làm ấy chỉ đủ lo cho gia đình thôi, bây giờ còn không đủ à, nhiều khi thiếu mẹ mày bù vô mẹ mày cũng khó chịu đó, mà mày cứ đưa người ta về nhà mình ăn cơm, mà ăn không phải một bữa, dù lâu lâu không nói, ăn sáng ăn chiều ăn suốt, hỏi em có tức không? Vậy là ăn hoài luôn hả? Đúng, ăn hoài luôn. Vậy là con gái của chị em thấy là rất tuyệt vời đấy chứ bộ. Nhưng mà con gái có ăn chơi gì không? Không, con nhỏ này hồi trước ở nhà thì rất ngoan, bây giờ nó ra ngoài khỏi nhà rồi. Có nhậu nhẹ không? Nó không có nhậu đâu nha. Có đi bar, đi karaoke không? Trời không ơi, chị nó ơi rất là chị, ngoan. Con gái của chị tuyệt vời như thế mà chị còn trách móc. Em biết rằng mỗi tội cái là ngu như vậy thôi. Rồi không, bây giờ nói thẳng với em vậy, là nó ra khỏi nhà rồi nó ngoài vòng tay chị rồi, chị không biết. Nè, em đã dặn chị, bảo chị rồi, không có nói con gái ngu nữa. Chị bỏ từ rồi, đó cho rồi, em được không? Chị lộ. Chị hứa trên đây này, bây giờ em muốn chị hứa trên đây có tất cả cô chú anh chị cùng đồng mạng đang xem và hy vọng rằng con gái của chị sẽ xem được. Chị bỏ cái từ chửi con gái ngu đi được không? Chị hứa đi. Rồi chị hứa chị không nói cái từ ngu nữa, tại vì chị nói rồi một hồi chị bức xúc, chị quen miệng. Không quen. Quen cái tốt, không quen cái từ này nữa. Nha. Rồi bây giờ là bao nhiêu cái tâm tư tình cảm chị nói hết ra, nhưng mà em thích. Chị nghe máy đi. Ai cười gì vậy? Mình bây giờ như thế này, bây giờ cái câu chuyện nó cũng 20 mấy phút rồi, thật sự thì, nhưng mà em thấy cái câu chuyện này em thấy chị có vẻ chị khó tính quá. Thật. Đúng, chị thì hơi khó. Nếu em nói chị thật luôn nè, em nói bản thân em nè, nếu chị mà là mẹ của em nói thật với chị, em cũng sẽ bỏ đi. Chị tin không? Chị khó tính, khó vô cùng, khó quá nha. Mình khó vừa vừa thôi được không? Khó vừa thôi, chị còn trẻ mà sao chị khó tính dữ hả? Được không? Được em. Mình cải thiện lại đi nhá. Bởi vì biết sao không? Gia đình là cái điều gì thiêng liêng nhất, gia đình là cái tổ ấm mà. Mình có thể mình dùng những cái lời lẽ hoặc là nhiều cách mà để cho gia đình đoàn tụ, hoặc là nhiều cách để mình chỉ dặn con mà, đúng không? Đâu nhất thiết phải cái cách đó đâu. Được không? Được. Mình thay đổi được không? Hy vọng rằng bé gái xem được cái video này, thấy mẹ của bé về đây nhờ các chú, các anh đội sĩ Thanh Hải đi tìm bé, thì bé đang ở đâu đó trong suốt quá trình hơn nửa năm trời qua. À, có thể rằng là bản thân chú ngồi đây là chú biết rằng là trong thời gian vừa qua thì bé cũng chịu nhiều cái áp lực, và đặc biệt rằng là áp lực của gia đình. Đôi khi thì bé có thể là bị tổn thương rất nhiều, nên mà cái quyết định bỏ đi thì cái lúc đó thì
bản thân chú cũng như tất cả cô chú anh chị hiểu cho bé, nhưng mà hy vọng rằng là bé đang ở phương trời nào đó, sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Bởi vì bên ngoài xã hội và bản thân con tới giờ phút này thì con mới trưởng thành thôi, chưa từng va chạm bên ngoài. Và đặc biệt rằng cái ngoại hình của con rất là xinh xắn nên rất có thể sẽ gặp những cái điều không tốt. Nên mà con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với ba mẹ. Có giận mẹ, giận ba chuyện gì đó thì cũng về nhà. Bởi vì là để có được mình như ngày hôm nay thì đó là nhờ ba mẹ 9 tháng 10 ngày. Và đặc biệt là nuôi cho con ăn học thành người. Còn tới giờ phút này mà con bị đối tượng nào hoặc bị ai đó khống chế không cho con về, hoặc con gặp một cái sự cố mà con không thể về được, thì con hãy thật bình tỉnh, con gọi điện cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn nếu mà giận mẹ, ngày đó đi vì giận mẹ thì con gái hãy suy nghĩ lại nhé. Bỏ qua hết cho mẹ, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, mẹ cũng vì muốn cho gia đình được được đầy đủ cũng như là được trọn vẹn, muốn cho con sau này được có cái ăn cái mặc, con sau này có một cái bến bờ hạnh phúc thật sự, nên mà mẹ mới làm vậy thôi. Nhưng mà sau cái câu chuyện ngày hôm nay thì bản thân mẹ của con về đây thì chắc chắn rằng mẹ của con sẽ suy nghĩ lại, sẽ mà thay đổi nhá con gái. Từ ngày mà con đi cho tới giờ thì gia đình thật sự rất buồn ha chị ha, buồn lắm đúng không? Dạ em hỏi thật chị một câu này, chị có hối hận ân hận vì những cái ngôn từ mình dành cho con không? Có, nói đúng chung không? Là hối hận thì hối hận một phần thôi, nhưng một phần là cũng lỗi là do con chị. Trời chứ ơi. Không phải do chị. Rồi chị cũng muốn cho nó tốt mà nó lại không nghe lời gia đình. Em hiểu. Từ khi mà nó đi tới bây giờ nhà chị cũng đâu có ai ăn uống gì đâu. Đó thấy không? Thiếu con mà. Nói chung một là... con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nấu lướng lên thì ăn bữa không. Tết vừa rồi thì cũng đồ ăn đầy mà có ăn nổi đâu. Sao ăn được, không biết con giờ này bên ngoài như thế nào. Đúng rồi. Có được khỏe không, có được an toàn không, hay là đang bị cái gì, bị người ta sai như cái gì, hoặc là bị người ta bắt phải làm cái này cái kia, đúng chưa? Đêm về chị khóc thầm không? Nói chung lúc mà mới đi chị có nhắn tin. Chị là không? Tuổi gì ta? Chị tuổi thân. Tuổi thân là tuổi khỉ á. Chị cũng nhắn tin cho nó, chị rơi nước mắt, đêm cũng không ngủ được. Mà nhắn tin, nó không biết nó trả lời. Thôi, cố gắng, về con về phải thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Chị có điều gì chị muốn gửi gắm tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ giống như chị, nên nhìn nhận và thay đổi cái cách chỉ bảo dạy dỗ con không? Chị nói đi, chia sẻ đi. Qua sự việc nhà mình, qua sự việc nhà em thì em cũng muốn nói trên cộng đồng mạng, trên là nói chung bây giờ mấy đứa con nít á, mới lớn á, nó nghe bướng lắm, nó không có nghe lời mấy đâu. Với phần con em thì ở gia đình rất thuộc loại rất ngoan, mà em không hiểu làm sao tự nhiên nó bị động lực nào mà đưa đẩy nó đi, nên em rất buồn. Mà nó đi tới ngày nay, em đi cũng đi hết chỗ này chỗ kia em tìm cũng không gặp. Hôm nay em đến nhờ nhóm anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương để tìm kiếm dùm con gái em về với gia đình. Đến em cũng có vài lời để em nói trên cộng đồng mạng, là bây giờ em rất hối hận khi con em đã đi như vậy. Nếu mà nó về thì em chắc em sẽ suy nghĩ lại. Mình thay đổi ha. Em sẽ chia sẻ cho chị biết những cái câu chuyện về cha mẹ tạo áp lực cho con và dẫn tới cái kết thật sự rất đau lòng. Mấy năm về trước chị có nghe những cái câu chuyện ở ngoài Bắc ở Hà Nội không? Một cái cậu nam sinh viên không? Gieo mình từ lầu mấy xuống không? Chị biết không? Chính vì cha mẹ tạo áp lực về cái việc học đại học là bắt buộc con phải học giỏi, phải học như thế nào, phải đạt kết quả tốt. Áp lực bao trùm. Cái cậu nam sinh đấy cuối cùng chịu hết nổi, đành viết một lá thư tuyệt mệnh để lại, thật sự rất đau lòng. Và mới đây nhất, hình như là em được biết là ở khu vực miền Nam mình đây này, cũng có một cậu cũng gieo mình từ lầu 2 gì xuống, cũng vì cha mẹ áp đặt áp lực việc học. Mày phải học giỏi, mày phải học ngoan, rồi đi so sánh con nhà mình với con nhà người ta. Con nhà mình thế này, con mày nhìn con nhà người ta kìa. Đó, mình luôn luôn tạo áp lực. Thật sự, xin các bậc làm cha làm mẹ đừng tạo áp lực cho con. Bởi vì cái khả năng của con tới đâu
thì bản thân con nó cố gắng hết sức rồi. Chứ mình đừng tạo phải ép, phải nhồi nhét, phải bắt học ngày học đêm rồi mình đi. Đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ hay so sánh là con nhà mình với con nhà người ta. Cái điều đó sẽ làm tổn thương con rất nhiều. Em nói thật đấy. Mặc dù tuổi đời của em còn rất nhỏ nhưng mà em biết được rất nhiều chuyện thật. Bởi vì cái lứa tuổi của các chị cũng như lứa tuổi của các bậc làm cha làm mẹ, những người mà trên 50 hoặc 60-70 dạy các con là thường thường hay chửi hay đòn roi. Đó là một số người không, chị thì không đánh con mà kiểu chị, giống ngày xưa nói chị la thôi. Bao giờ mà chị bực quá, chị kìm không nổi thì chị điên thì chị đánh nó rồi cả. Đó là những người mà có suy nghĩ kiểu lạc hậu chị ạ. Em nói thật. Còn những người mà cha mẹ hiện đại, mặc dù tuổi đời có thể là những cô chú 60-70 tuổi nhưng mà suy nghĩ hiện đại, họ không tạo áp lực cho con đâu. Họ có thể họ dùng một cái cách ngọt ngào nhất để họ dạy con, và đặc biệt rằng con của họ vẫn thành công, vẫn thành tài. Không, em tùy đứa. Yeah. Nói chung bây giờ chị thấy đa số là nó cứng đầu cứng cổ lắm, mình nói với nó khó nghe. Bây giờ lắm. Chị tin không? Chị cứ dùng chị la hoặc chị ấy là con bỏ đi liền à. Không giống ngày xưa đâu. Không giống ngày xưa mà các ông các cụ thời trước mà hay dùng đòn roi. Có thể rằng là những năm về trước là dùng đòn roi các con sẽ sợ. Như cái thời của em này. Đúng ạ, cái thời của em mà bố mẹ em mà thấy cầm roi là em sợ vô cùng luôn. Cực kỳ sợ luôn á. Nhưng mà xin lỗi chị, thời bây giờ em nói thật với chị, các lớp trẻ bây giờ chị thử dùng đòn roi đi. Một lần, hai lần, lần thứ ba con bỏ đi luôn. Em nói thật, em nói đó là em nói sự thật đấy. Thôi thì cái câu chuyện nó cũng kéo dài cũng 30 phút rồi chị ha. Thì mọi người, cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã hiểu được câu chuyện nhà mình, sẽ cố gắng hết sức để chia sẻ, lan tỏa cái video này. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được tin tức thông tin con gái của chị và giúp con gái của chị, khuyên con gái của chị sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện phải nói là buồn có, vui có và thăng có, trầm có. Nên rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị hãy cùng chung tay góp sức với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đỡ cho chị gái sớm tìm được con gái quay trở về. Nếu cô chú anh chị có thấy bé gái trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như khuyên bé gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ rồi thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con đúng không ạ? Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Có. Và toàn bộ câu chuyện sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Chị chia sẻ là đúng sự thật, chị nếu có sai, nộp giấy tờ lên công an hết. Nếu sai. Nếu sai chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Cuối video này em không biết nói gì hơn thì em chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ cảm nhận được cái tình mẹ, cái tình cha, cái tình yêu thương gia đình để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình chị nhé. Và điều cái đặc biệt rằng là em mong muốn nhá, bản thân em mong muốn là chị phải thay đổi tất cả, nhìn nhận lại vấn đề nhá. Mình đừng làm nóc nhà nữa nhá, được không? Chị thay đổi em. Rồi, phải thay đổi. Rồi em xin phép chào chị. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.